Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel Quang Đi Lagan, nơi cập nhật thường xuyên những thông tin về chapter mới. Kèm theo đó là một vài giả thuyết vô cùng thú vị cho Quang Đi. Quang Đi chapter 1079 trước đó là một chapter siêu hấp dẫn với những thông tin diễn biến xảy ra ở bên trong lẫn bên ngoài hòn đảo hết. Vì sự chuẩn bị có kế hoạch của các phân đội bên 06 Zod, cùng với đó là những diễn biến xung quanh trận chiến Sơn Tóc Đỏ và Kiết. Và chỉ với một đòn tấn công duy nhất, Sơn Tóc Đỏ đã chấm dứt chắc mình trở thành vua hải tặc của Kiết. Và tưởng chừng như sau khi Sơn Tóc Đỏ và Kiết xuất hiện thì chúng ta sẽ quay trở lại với những diễn biến về Luffy và băng hải tặc Murom. Tuy nhiên, Oda đã khiến tất cả chúng ta vô cùng bất ngờ và sốc khi đưa chúng ta đến với những diễn biến đang xảy ra tại hòn đảo Hajinosu, căn cứ chính của băng hải tặc Tứ Hoàng Đậu Đen. Đồng thời, Oda cũng đã cho chúng ta thấy được tâm vọng thật sự của Tứ Hoàng Đậu Đen ở chapter 1080 này. Dẫu vậy, Đậu Đen không phải là nhân vật chính của chapter này, mà đó chính là Phó Đốc, anh hùng hải quân Gáp, đồng thời cũng chính là ông nội của Luffy. Đặc biệt là sức mạnh của nhân vật này, một cú đấm có bọc Haki Bảo Vương khiến toàn bộ hòn đảo Hajinosu gần như sụp đổ, quá sức khủng khiếp. Và một chapter hay như vậy thì sẽ có rất nhiều điều để nói. Và cho nên trong phần 1 của video phân tích quanh bên chapter 1080 này, tôi sẽ nói về những trái quỷ mới của băng hải tặc Tứ Hoàng Đậu Đen, cùng với đó là tham vọng khủng khiếp của vị Tứ Hoàng này khi muốn trở thành làm vua của thế giới. Còn cụ thể như thế nào thì mời các bạn xem tiếp. Ngoài ra, anh em cho mình một like, một đăng ký kênh để khích lệ tinh thần mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Mở đầu chapter là sự phấn khích của những tên hải tặc tại hòn đảo Hajinosu sau khi có thông tin đại tá Kobe đã trốn thoát. Tất cả bọn chúng đều phấn khích vì số tiền truy nã của Kobe là 5 sao, tương ứng với 500 tỷ Berry. Và thứ tự 5 sao này là do tổ chức khủng bố của Rod Gould, của Tứ Hoàng hệ sao Buggy đứng đầu, đã đưa ra cho mạng sống của đại tá Kobe, anh hùng sự cố cảng Rocky. Và thông qua chi tiết này, nó cũng đã cho chúng ta thấy được tầm ảnh hưởng vô cùng lớn của tổ chức khủng bố của Rod Gould này. Và đối với tôi, Buggy xứng đáng là một Tứ Hoàng trong quanh bì, khi giờ đây có thể khiến hai quân bị truy nã, điều mà trước đây chỉ có hai tặc mới có. Tuy nhiên, điều khiến tôi bất ngờ chính là mất truy nã 5 sao dành cho Kobe. Nó cho thấy hiện tại Kobe có tầm ảnh hưởng rất lớn sau sự kiện cảng Rocky. Mà theo lời Tứ Hoàng Đậu Đen đã nói thì nhờ có Kobe mà Đậu Đen mới có thể đánh bại được Ngũ Phong, một cựu thành viên của băng hải tặc Rock huyền thoại. Quay trở lại với những diễn biến của chapter, chúng ta thấy Kobe đang bị xiềng xích cùng với những tù nhân tại hòn đảo Hajinosu. Dẫu vậy, chúng ta thấy Kobe được chăm sóc đặc biệt hơn so với những người bình thường. Tay và chân được xiềng xích nặng hơn và Kobe có thể dễ dàng trốn thoát, nhưng đã không làm vậy. Mục đích của Kobe chính là để giải thoát tất cả những tù nhân tại đây. Dẫu vậy, tất cả những hành động của Kobe đều không thể nào qua mắt được các chỉ huy của băng hải tặc Tứ Hoàng Đậu Đen. Tất cả bọn chúng đều đang ở nơi mà Tứ Hoàng Đậu Đen xuất hiện ở chapter 925 trước đó. Bằng khả năng quan sát của mình, Shiryu Mưa đã nói với Bijiro rằng đáng lẽ Kobe sẽ bị bắt sớm hơn so với dự kiến. Để rồi sau đó chúng ta thấy bốn đội trưởng của băng hải tặc Tứ Hoàng Đậu Đen xuất hiện, cùng với đó những trái quỷ bá đạo mà bọn chúng đang sở hữu. Người đầu tiên được giới thiệu là đội trưởng đội 4 băng hải tặc Tứ Hoàng Đậu Đen, Avaro Bijiro, người sở hữu năng lực trái quỷ Shima Shima no Mi, và Shima trong tiếng Nhật có nghĩa là hòn đảo. Và năng lực trái quỷ này là tương tự như năng lực trái quỷ của Pika thuộc gia tộc Doflamingo, nhưng có phần bao quát hơn. Nếu như Pika chỉ có thể hòa mình vào đá thì Avaro Bijiro có thể điều khiển được tất cả mọi thứ trên hòn đảo trừ con người. Điều này có nghĩa tất cả mọi hoạt động trên hòn đảo Hajinosu này đều nằm trong sự kiểm soát của Avaro Bijiro. Đồng thời tên này cũng đã nói rằng hắn không muốn can thiệp vào chuyện này, bởi nếu làm như vậy thì hòn đảo này sẽ bị phá hủy, tương tự như sự kiện cảng Rocky. Điều này cho thấy sự kiện cảng Rocky là một sự kiện lớn diễn ra trong khoảng thời gian 2 năm time skip. Vậy cho nên tôi cho rằng trong một vài chapter sắp tới chúng ta sẽ có thêm những thông tin về sự kiện cảng Rocky này. Và trong tương lai, nếu có đối đầu với băng hải tặc Murom thì Avaro sẽ là đối thủ xứng tầm của Sanji. Người tiếp theo được giới thiệu là đội trưởng đội 8 băng hải tặc Tứ Hoàng Đậu Đen, Vasco Sot, người sở hữu năng lực trái quỷ Gabu Gabu no Mi, và Gabu trong tiếng Nhật có nghĩa là rượu. Theo đó, Vasco Sot đã tạo ra một số bong bóng bằng rượu và bay trên đó. Đồng thời, hắn cũng đã nói rằng mình sẽ đốt cháy tất cả thị trấn nhờ vào năng lực trái quỷ rượu của mình. Và nếu có đối đầu với băng hải tặc Murom thì Vasco Sot sẽ là đối thủ xứng tầm của Franky, tờ đóng tàu băng hải tặc Murom. Người tiếp theo được giới thiệu là đội trưởng đội 7 băng hải tặc Tứ Hoàng Đậu Đen, Sanjagut, người sở hữu năng lực trắc quỷ Deka Deka no Mi, và Deka trong tiếng Nhật có nghĩa là phóng to. Điều này cũng giải thích lý do vì sao cơ thể của hắn luôn to lớn, tất cả là nhờ vào năng lực trắc quỷ Deka Deka no Mi của mình. Với việc bốn trong số những đội trưởng của băng hải tặc Tứ Hoàng Đậu Đen đang có mặt tại hòn đảo Hajinosu này thì có thể thấy băng hải tặc Đậu Đen đã chia nhau ra hành động. Tứ Hoàng Đậu Đen cùng với ba đội trưởng khác đang chiến đấu với băng hải tặc trái tim của Lò để cướp những bán sao Rock Body Glitch. Điều này cũng có nghĩa những đội trưởng có mặt trên con tàu của băng hải tặc Tứ Hoàng Đậu Đen ở bên ngoài hòn đảo hết sẽ bao gồm Kurodok Kuzan, Katanera Devon và Lafitte. Đồng thời cũng rất có thể sẽ là đội trưởng đội 10 băng hải tặc Tứ Hoàng Đậu Đen. Và tôi vẫn giữ vững quan điểm của mình rằng đó chính là cuồng sư Orochi, một trong số 11 siêu thông tin thuộc thế hệ tồi tệ, cũng đã xuất hiện tại quần đảo Sabaody hai năm trước. Bởi nếu để ý bạn sẽ thấy trong số 11 siêu thông tin thuộc thế hệ tồi tệ này, chỉ có duy nhất cuồng sư Orochi là chưa có bất kỳ một hành động cụ thể nào. Và cho nên tôi sẽ có riêng một video nói về nhân vật cuồng sư Orochi này trong thời gian sắp tới. Quay trở lại với những diễn biến của chapter tiếp tục chuyển sang cảnh một đoạn hồi tưởng khác, và lần này là về Tứ Hoàng Đậu Đen và Kobe. Theo đó, Tứ Hoàng Đậu Đen muốn biến hòn đảo Hajinosu trở thành một quốc gia chính thức và được chính quyền thế giới công nhận. Và tất nhiên, Tứ Hoàng Đậu Đen muốn làm vua của đất nước này.
Và đây cũng là lý do mà thủ hoàng Đạo Đen đã bắt cóc Kobe. Tuy nhiên, Kobe đã nói với Đạo Đen rằng hắn không thể sử dụng mình để đàm phán với chính quyền thế giới được, vì Kobe chính là một thành viên của tổ chức hải quân ngầm SWORD. Để rồi sau đó, tướng hoàng Đạo Đen cần một lời giải thích khi đưa ánh mắt của mình về phía cựu đô đốc Kuzan. Và Kuzan đã giải thích cho tướng hoàng Đạo Đen biết rằng các thành viên của tổ chức hải quân ngầm SWORD là một tập hợp của những hải quân tiền nhiệm, và bọn họ có thể tấn công một tướng hoàng mà không cần có sự chấp thuận của chính quyền thế giới, và hải quân cũng không chịu bất kỳ một trách nhiệm nào về tổ chức hải quân ngầm SWORD này. Đồng thời, hai bên có thể tự do cắt đứt mối quan hệ bất cứ lúc nào. Và tôi đặc biệt chú ý đến chi tiết này của Chapter về những hành động và lời nói của Kuzan. Nó khiến tôi khá tự tin rằng cựu đô đốc Kuzan là một thành viên của tổ chức hải quân ngầm đặc biệt này. Để rồi sau đó là một khung tranh vô cùng đặc biệt. Khi giới thiệu các thành viên của tổ chức hải quân ngầm SWORD, nhìn vào khung tranh, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra sự góp mặt của X-Ray, đội trưởng đội đặc nhiệm hải quân ngầm SWORD, người đã cầu xin gia nhập liên minh với Luffy tại Wano. Và tôi cho rằng nhân vật được Oda khắc họa khi đứng gần X-Ray chính là cựu đô đốc Kuzan. Bởi nếu để ý bạn sẽ thấy các thành viên của tổ chức hải quân ngầm SWORD này thường trà trộn với những băng hải tặc tứ hoàng. Để nắm bắt được những hành động của những băng hải tặc tứ hoàng này và báo cáo lại cho người đứng đầu của hải quân là Akainu. Ví dụ điển hình là X-Ray khi trở thành một trong số 6 tu bị double của băng hải tặc bá thú. Và lần này Kuzan cũng sẽ như vậy, trở thành một trong số 10 đội trưởng của băng hải tặc tứ hoàng Đạo Đen. Nhưng đó là câu chuyện của những chapter sau nữa. Còn hiện tại, chúng ta quay trở lại với âm mưu khủng khiếp của tứ hoàng Đạo Đen. Khi có ý định dùng Kobe để đàm phán với chính quyền thế giới, biến hòn đảo Hachinosu trở thành một đất nước chính thức được chính quyền thế giới công nhận, mà ở đó Đạo Đen chính là vua. Nó cho thấy tham vọng của tứ hoàng Đạo Đen là lớn hơn rất nhiều so với những gì mà chúng ta nghĩ. Đạo Đen muốn từng bước trở thành vua của thế giới, mà cụ thể chính là vị trí của Imsama hiện tại. Tuy nhiên, nó là một chuyện, còn làm được hay không là một câu chuyện hoàn toàn khác nữa. Bởi những hành động của tứ hoàng Đạo Đen đều đã được Săn Tóc Đỏ theo dõi. Và gần như chắc chắn, hải tặc mà Săn Tóc Đỏ nhắc đến với Ngũ Lâu Tình chính là tứ hoàng Đạo Đen, cái đang đi lại con đường của Dr. Sibet nhiều năm về trước. Thật sự nham hiểm. Trên đây là phần 1 của video phân tích của anh Bay Chapter 1080, nói về những trái quỷ mới của băng hải tặc tứ hoàng Đạo Đen, cùng với đó là tham vọng khủng khiếp của tứ hoàng Đạo Đen khi muốn làm vua của thế giới. Tôi hy vọng anh em sẽ thích video này. Đừng quên like, đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ mình nhé. Cảm ơn em rất nhiều. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Siêu kinh điển, sốc quanh bi rapdop.com từng bừng khai trương. Thời đó, nếu bạn là một người yêu thích quanh bi thì hãy nhanh chóng mua ngay cho mình một tài khoản siêu VIP tại shop. Ngoài ra, còn có thêm vòng quay may mắn với rất nhiều phần thưởng có giá trị và tỷ lệ trúng thưởng là vô cùng lớn. Link shop mình sẽ để ở phần mô tả và bình luận của video này nhé.